Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là cây hồng xiêm rùa đỏ khổng lồ, một cái giống hồng xiêm rất là quý hiếm. Trong cái video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả những thông tin mà các bạn cần biết về cái giống hồng xiêm này. Đầu tiên thì nếu mà nói về cái nguồn gốc xuất xứ của cây hồng xiêm rùa đỏ khổng lồ này thì rất nhiều website ở Việt Nam nói rằng cái cây hồng xiêm rùa đỏ khổng lồ nó có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan. Tuy nhiên thì cái nguồn gốc xuất xứ thực tế của nó thì ở Mexico và các nước Trung Mỹ nhé. Trong những năm gần đây thì cũng đã du nhập vào một số nước Đông Nam Á, ví dụ như Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Khác với những cái giống hồng xiêm khác thì quả mọc trên đỉnh ngọn các bạn nhé. Đấy, thì cái cây hồng xiêm rùa đỏ khổng lồ này, quả và hoa của nó sẽ mọc ở thân mọc ra. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Các lớp hoa, lớp quả lại gối tiếp nhau. Và một cái đặc điểm rất là đặc biệt của dòng hồng xiêm này là từ khi nó ra hoa đến lúc nó đậu quả thì nó mất khoảng thời gian khoảng tầm 2 năm thì cô ấy có thể thu hoạch được các bạn nhé. Đây các bạn nhé. Đấy, từ lúc mà nó hình thành những cái chùm hoa mọc trên thân như này đến cái giai đoạn mà nó hình thành cái quả nhỏ khoảng 2-3 đầu ngón tay này, nó kéo dài khoảng tầm 1 năm. Đấy, từ cái giai đoạn đấy đến cái giai đoạn mà quả có thể thu hoạch đạt tới cái trọng lượng 1 cân rưỡi đến 2 cân thì nó lại mất thêm khoảng thời gian 1 năm nữa. Đấy, cây trưởng thành của nó thì có thể đạt tới chiều cao lên tới 12 đến 18 mét các bạn nhé. Những cái cây trưởng thành như này thì 1 năm nó có thể thu hoạch được khoảng tầm 200 đến 400 quả trên 1 năm các bạn nhé. Đấy, rất sai quả. Đấy, trên cây thì lúc nào nó cũng có hoa, quả nhỏ và những quả có thể sắp được thu hoạch rồi nhé. Đấy, nó gối tiếp nhau. Hiện nay thì trên thị trường cái phương pháp nhân giống của cái cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ này thì chủ yếu bằng phương pháp gieo hạt các bạn nhé. Bởi vì cái mắt ghép của nó ấy thì không ghép được vào những cái giống hồng xiêm khác. Đấy, chính vì vậy thì cái giá thành cây giống hiện nay cũng rất là cao. Cây giống thì cũng lên tới vài trăm nghìn đồng một cây. Có những cây trưởng thành 2 đến 3 năm tuổi thì lên tới vài triệu đồng một cây. Những cái cây mà đã chuẩn bị ra quả bói rồi, nó cao một tầm 1,5 mét lên tới hơn chục triệu một cây các bạn nhé. Đấy, cái giống hồng xiêm này nó rất là quý hiếm. Đấy, khi chín thì cái ruột bên trong của cái quả hồng xiêm ruột đỏ này rất là mềm. Đấy, để mình bổ thử một quả cho bạn xem này. Quả rất là to, lên tới 1,5 cân đến 2 cân một quả các bạn nhé. Đây, khi chín thì ruột bên trong của nó sẽ có màu đỏ cam như này. Đấy, bên trong thì chỉ có duy nhất một hạt thôi các bạn nhé. Đấy, ăn có hương vị rất là béo ngậy. Ngoài ra thì người ta còn sử dụng cái quả hồng xiêm này để làm sinh tố bánh kem các bạn nhé. Đấy, rất là thơm ngon. Đấy, rồi bên trong thì rất là dẻo mềm, ăn rất là thơm ngon các bạn nhé. Còn đây là cái lô cây giống hồng xiêm khổng lồ bên mình nhập khẩu trực tiếp từ bên nước ngoài về các bạn nhé. Đợt này thì bên mình có nhập khoảng 5.000 cây giống hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ các bạn nhé. Đấy, thì có rất nhiều kích thước khác nhau. Đấy, cây trưởng thành nó cao khoảng tầm 1,6-1,7 m như này. Cái cây như này các bạn trồng khoảng tầm 2-3 năm thì cây nó bắt đầu ra trái các bạn nhé. Đặc điểm của cái giống cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ thì tuổi thọ của chúng rất là cao, có thể lên tới gần 100 năm các bạn nhé. Đợt này thì bên mình về rất nhiều cái cây giống có chủng loại kích thước khác nhau. Những cây nó cao khoảng tầm 50-60 phân, có những cây cao khoảng tầm 80-90 phân các bạn nhé. Cái loại mà mình đang giới thiệu cho bạn đây thì cây này nó cao khoảng tầm 80 phân các bạn nhé, đang cho cái sinh trưởng và phát triển rất là tốt, bầu rễ phát triển rất là ổn định rồi. Đặc điểm của giống hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ thì lá của chúng rất là to các bạn nhé, lá to hơn lòng bàn tay các bạn. Đấy, cái mặt trên nó có những cái gân lá nổi rất rõ. Đấy, thì các bạn có thể dùng cái đặc điểm này, các bạn có thể sử dụng cái đặc điểm này để phân biệt so với những cái giống hồng xiêm khác các bạn nhé. Đấy, vừa này mình nhập khẩu với số lượng rất là nhiều như này, và đảm bảo cho các bạn với cái giá thành cũng như là cái chất lượng cây giống nó sẽ tốt hơn những cái đơn vị khác các bạn nhé. Hiện tại bên mình có khoảng tầm 5.000 cây giống hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ. Đấy, các bạn thấy là cây nào cũng đều như cây nào, phát triển rất là tốt. Lá của cái cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ này thì nó mọc bốn phía các bạn nhé. Đấy, cái gân lá nổi lên rất là rõ, mặt trên mặt dưới. Mình quay chi tiết một cái cây cho bạn xem nhé. Đấy, các bạn có thể thấy là cái lá của nó to gần bằng cái lòng bàn tay các bạn nhé. Cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ này thì nó có cái khả năng kháng chịu sâu bệnh rất là tốt, khả năng thích nghi cao với nhiều cái điều kiện đất đai, khí hậu khác nhau. Vì vậy thì ba miền Việt Nam đều trồng được cái giống hồng xiêm này các bạn nhé. Các bạn mà cần tư vấn về cái giống hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ này thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm, địa chỉ tại phố Nguyễn Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Số điện thoại online Zalo là 0968 750 386 các bạn nhé. Bên mình thì giao hàng toàn quốc. Đấy, trong quá trình trồng và chăm sóc mà các bạn cần tư vấn về những cái giải pháp, biện pháp kỹ thuật thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình. Bên mình thì chuyên cung cấp cái dòng cây ăn trái, cây cảnh, cây có hoa ngoại nhập các bạn nhé, đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Cái loại nào mà nó phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam thì bên mình đã đưa về giới thiệu cho bạn. Cái loại tiếp theo mà mình giới thiệu cho bạn đây thì cây này nó cao tầm 50-60 phân các bạn nhé, cũng đang cho sinh trưởng phát triển rất là tốt. Để mình lấy một cây quay chi tiết cho bạn xem nhé. Cây này là những cái cây gom hạt các bạn nhé, được tuyển chọn từ những cái cây bố mẹ mà nó cho cái năng suất cũng như là cái chất lượng quả rất là thơm ngon. Chính vì vậy thì những cây giống con này nó cũng giữ được nguyên bản, những cái
phẩm chất của cây bố mẹ nữa nhé, nên là đảm bảo cho các bạn là khi các bạn trồng cây nó sẽ ra quả và giữ những phẩm chất tốt nhất từ những cây bố mẹ đầu dòng đấy. Mặc dù cái thời gian từ lúc nó ra hoa đến lúc nó đậu quả có thể thu hoạch được thì nó kéo dài đến tận khoảng tầm gần 2 năm. Tuy nhiên thì một khi cây đã ra hoa đậu quả rồi thì nó sẽ ra liên tục con nhé, các lứa hoa lứa quả nối tiếp nhau như mình giới thiệu cho bạn lúc ban đầu. Vì vậy thì các bạn cũng không tốn quá nhiều thời gian để chờ đợi để thu hoạch đến những quả hồng xiêm rồi đỏ khổng lồ này đấy, tuổi thọ rất là cao. Các bạn chỉ cần trồng 1-2 cây là có thể đủ quế quả thu hoạch cho gia đình mình rồi đấy, rất sai quả. Ngoài cây hồng xiêm rồi đỏ khổng lồ ra đấy, thì nhân tiện đây mình xin giới thiệu cho bạn một số loại cây ăn trái ngoại nhập mà phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam. Ví dụ như đây là cây nho thân gỗ nhé, nho thân gỗ Nam Mỹ là một cái giống nho mà quả mọc quanh thân từ dưới gốc lên ngọn nó đi, rất là dễ trồng và chăm sóc, khả năng chịu nắng chịu hạn rất là tốt, quả ra quanh năm bốn mùa, các bạn thấy này, quả mọc kín thân này. Cái loại cây tiếp theo mà mình giới thiệu cho bạn thì đó chính là cái cây ổi sứa New Zealand các bạn nhé, là một giống ổi đắt nhất thế giới. Thời điểm đầu tiên mà vào Việt Nam nó giá nó dao động tầm gần 700.000 đồng một kg. Đây mình cắt một quả cho bạn xem, cái ruột bên trong của nó như một lớp thạch, hạt của cái quả ổi sứa cũng rất là mềm các bạn nhé, chúng ta có thể ăn được cả hạt. Ngoài những cái loại cây kể trên thì bên mình còn khoảng tầm hơn 100 loại cây ăn quả, cây có hoa ngoại nhập. Thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube này để không bỏ lỡ những cái sản phẩm mới mà bên mình chuẩn bị đưa về giới thiệu cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.